hôm nay trước khi nói chuyện với tất cả quý Phật tử, yêu cầu quý Phật tử chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Đạo tràng Thái Tuệ lập cũng khá lâu và đặt chỗ trụ sở tại chùa Thiền Lâm này, nhưng mà tôi thì ở xa, ít có cơ hội về đây. Hôm nay nhân cơ hội về đây thăm, thì trước hết là thăm sư cô trụ trì và tất cả quý vị ở trong chùa, và kế đó là thăm tất cả quý Phật tử trong đạo tràng và tất cả quý Phật tử ở vùng này có mặt hôm nay. Giờ đây thì chúng tôi thì quen phàm nói chuyện thì chúng ta phải đặt vấn đề đạo lý lên trên, cho nên hôm nay tôi có ít điều để nhắc lại cho quý Phật tử, nhất là quý Phật tử tu thiền ở tại đạo tràng này. Bởi vì tất cả chúng ta tu, nhiều người cứ nghĩ rằng mình tu để mai kia được thành Phật. Nhưng mà bây giờ đặt lại câu hỏi, mình thành Phật là Phật ở đâu để mình thành, và mình thành rồi đi nơi nào? Đó là những vấn đề mà tất cả chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Vừa rồi ở ngoài chùa Cổ Pháp ở Hà Nội có nhờ tôi đặt cho một đôi liễn và một cái bản hoành phi. Trong cái bản hoành phi năm chữ thì tôi đặt năm chữ như thế này: vô sư trí vi tôn. Thì cái câu vô sư trí vi tôn này là cái câu mà tôi rất là tâm đắc, mà tôi cũng tin rằng quý Phật tử tu chắc rồi cũng phải tâm đắc như tôi cái câu đó. Vô sư trí vi tôn nghĩa là cái trí vô sư á là tôn quý nhất. Tại sao mà tôi nói như vậy? Như khi nãy tôi đã giải thích, bởi vì chúng ta tu là cốt được giác ngộ, cốt được thành Phật. Nhưng mà giác ngộ cái gì, hay là ngược lại, cái gì để giác ngộ? Đó là một vấn đề mà người Phật tử chúng ta phải hiểu. Người nói như vậy, người tôi dẫn cho quý vị thấy, thuở xưa Đức Phật Thích Ca Bổn Sư của chúng ta, ngài đi tu, qua những lần học hỏi với các vị tiên nhân nhưng chưa đạt được mục đích, cuối cùng ngài từ giả hết để tu khổ hạnh. Và sau khi tu khổ hạnh,
Ngài lại đến với cội Bồ Đề, sống bình thường và tọa thiền. Sau khi tọa thiền 49 ngày đêm, Ngài được giác ngộ. Và sau khi giác ngộ, Ngài có tuyên bố một câu như thế này: ta đã hàng phục được tất cả, ta đã rõ biết tất cả, ta không nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thải diệt dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai là thầy? Thì còn ai là thầy? Thì cái câu đó quý vị kiểm nghiệm coi. Ngài hàng phục được tất cả, Ngài biết được tất cả, Ngài không nhiễm tất cả, Ngài lìa hết thải, Ngài diệt dục được giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai làm thầy? Như vậy thì cái chứng ngộ của Đức Phật sau khi Ngài giác ngộ viên mãn rồi, thì xét lại cái giác ngộ đó, không phải ai dạy Ngài hết. Nếu có ai dạy tức là có thầy, nhưng ngược lại không có ai dạy, cho nên không có ai là thầy của Ngài. Mà không có thầy, tại sao Ngài được giác ngộ? Thì cái điều đó chắc quý Phật tử cũng nhớ, chúng ta thuộc cái câu này là hàng phục được tất cả, biết được tất cả, không nhiễm một pháp nào, xa lìa hết thải, diệt dục mà giải thoát. Thì như vậy tự mình hàng phục được nội tâm mình, tự mình biết rõ được tất cả pháp, nào là thiện ác, nào là nhiễm tịnh vân vân, rồi tất cả cái pháp nhiễm mình không mắc, và tất cả những cái pháp ác mình xa lìa, do đó mà diệt dục được giải thoát. Mà được giải thoát thì tự chứng ngộ, chứ không có ai là thầy hết. Như vậy thì tất cả quý Phật tử tu mà hiện giờ đang tập tọa thiền, ứng dụng tọa thiền, tọa thiền để làm gì? Tức là để hàng phục mình, phải không? Hàng phục được tất cả, từ thân đến tâm của chính mình. Trong khi ngồi thiền, ngồi nếu quen nửa giờ mà thêm từ 10 phút nữa thì sao? Có rên không? Chắc là hả? Thêm 10 phút sau đó là 10 phút cay đắng. Như vậy mà chúng ta cố gắng ngồi được 1 giờ, hơn giờ vân vân, đó là chúng ta đã hàng phục được cái nhọc nhằn của thân. Rồi kế đó nữa là nội tâm, tức là ý niệm của chúng ta như là một dòng nước chảy xiết vậy đó. Hết niệm này tới niệm kia liên tục không có dừng. Bây giờ chúng ta tọa thiền là để làm gì? Để thắng hết tất cả những cái niệm đó, để cho nó không còn liên tục nữa. Như vậy thì hàng phục được tất cả những cái niệm lăng xăng của mình, đó là chúng ta đã thắng. Vì vậy mà nói thiền định, định tức là hàng phục được nội tâm, nó được im lặng, không còn lăng xăng. Được như vậy rồi thì tất cả những cái pháp nhiễm, tất cả các cái pháp ác chúng ta đều xa lìa. Rồi từ đó mọi sự ham muốn chúng ta được gỡ bớt. Như vậy khi tu tâm mình nó trong lặng, nó sáng suốt, dứt hết những cái nhiễm ô, rồi thì tự giác ngộ. Mà tự giác ngộ thì ai là thầy của mình?
ai làm cho mình giác ngộ? Thì tự giác ngộ tức là cái trí vô sư sẵn có của mình nó phát ra. Như vậy thì chúng ta nhớ Đức Phật tọa thiền với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, tâm yên tĩnh trong lặng. Bởi yên tĩnh trong lặng cho nên khi Ngài hồi tưởng lại hay là khởi niệm nhớ coi ngày xưa mình từ đâu mà có, liền nhớ vô số kiếp về trước đã từng làm gì, đã từng ở đâu và tất cả những sự việc xảy ra thế nào, nhớ hết, nhớ một cách rõ ràng. Như trong kinh Phật kể là những cái chuyện quá khứ của Ngài, Ngài nhớ như là một chuyện xảy ra hôm qua vậy thôi, nhớ rõ ràng không thiếu sót. Đó gọi là chứng được túc mạng minh, tức là nhớ được vô số kiếp đã về trước. Rồi từ cái nhớ đó thì Ngài khởi niệm thì chúng sinh sau khi chết rồi thì sẽ đi đâu và cái gì lôi dẫn đi, thì lúc đó Ngài liền thấy rõ chúng sinh theo nghiệp, nghiệp dẫn đi trong các đường. Đó là cái ý nghĩa mà Ngài chứng được thiền nhãn minh. Như vậy thì chứng túc nhãn minh, túc mạng minh, chứng thiền nhãn minh vân vân, thì tất cả cái chứng đó là do cái vô sư trí mà ra, chứ không phải ở đâu, không ai dạy hết. Thì như vậy cái câu mà tôi nãy giờ đang kể, tức là câu mà trong kinh Pháp Cú đã có dẫn rõ ràng. Cho nên quý vị nhớ, chúng ta tu thiền là cốt cái tâm thanh tịnh trong lặng. Từ thanh tịnh trong lặng đó mà chúng ta hiện được cái trí vô sư. Mà trí vô sư hiện ra rồi thì chúng ta thấy biết những cái mà trước kia chưa bao giờ biết. Thì cái điều đó nó rõ ràng. Nhiều khi quý Phật tử tu còn ít ít, lúc chúng ta tọa thiền yên lặng, bất chợt nhớ lại cái câu kinh hôm nào học không hiểu, mà khi nhớ lại cái bỗng dưng nó hiểu. Mà hiểu đó ai dạy? Lúc đó không có thầy giảng, không có người nói, mà tại sao nhớ cái là bỗng dưng hiểu, hiểu chắc rõ ràng vui vẻ, thì hãy ai dạy lúc đó? Thì đó là cái hiện tượng của cái trí vô sư. Những cái nhỏ thì nó sáng nhỏ, cái lớn thì nó sáng lớn. Như vậy thì chúng ta tu hành cần phải đạt được cái trí vô sư đó thì trên đời tu chúng ta mới được giác ngộ. Mà giác ngộ như vậy thì gọi đó là thành Phật. Như vậy thì Phật ở đâu? Quý vị nghĩ ở đâu? Phật sẵn ở nơi mình. Mà muốn thấy Phật thì chịu khó dẹp hết mấy cái đám mây phiền não, mây nghiệp chướng, nó trong sạch hết. Nó trong sạch hết thì cái ông Phật mình hiện ra, chứ không có ở đâu xa hết. Mà lâu nay thì mình cứ nghĩ Phật ở đâu trên non, trên núi, phải không? Phải trèo non rồi lội suối để đi cho thiệt xa tìm Phật. Nhưng mà thực tình Phật ở ngay nơi mình. Vì vậy mà cái người học đạo không có cái tâm tìm kiếm cầu xin ở đâu, mà chỉ dồn hết sức của mình phá dẹp cái phiền não, dồn hết sức mình để dừng lặng cái dòng tư tưởng lăng xăng. Thì như vậy những cái đó nó tan rồi, nó lặng rồi thì ông Phật hiện chứ không có đâu hết. Như vậy thì quý Phật tử thấy tu thiền là một lối tu gần hay là xa, khó làm hay dễ làm, thực tế hay là mơ hồ. Việc làm nó việc làm thực tế của mình, nghĩa là mình dẹp được phiền não,
mà dẹp được phiền não là mình hết khổ. Thế mình dừng được cái tâm lăng xăng thì nó được yên định, thấy không? Như vậy thì tâm mình hết phiền não, tâm mình được an định thì trí tuệ mình sáng ngay nơi mình, chứ không có đâu xa hết. Cho nên người Phật tử tu thiền thì lúc nào cũng phải vận dụng cái công phu tu hành để cho chiến thắng được mình, chứ không phải cầu xin. Lâu nay Phật tử mình thì quen cầu xin, bây giờ bắt ngồi lại trong một khổ ha, phải không? Hồi đó giờ lại Phật cầu cho con cái này, cho con cái kia, thấy bộ dễ. Bây giờ bắt lại tự mình phải phán đoán, phải nhận định đâu là thực, đâu là hư, đâu là tốt, đâu là xấu. Mình nhận định cho ra rồi tự mình phá dẹp. Như vậy đó thì thấy nó như nhọc nhằn, công phu cực khổ, nhưng mà thực đó mới là cái chỗ tu hành chân chính mà Đức Phật ngày xưa đã làm như vậy. Thì mình bây giờ mình làm như vậy thì mới đúng là đi theo Phật, chứ còn mình làm khác đi thì không biết mình theo Phật theo cái gì. Cho nên tôi thì chủ trương mình tu theo Phật thì phải sử dụng tất cả cái đường lối, cái phương pháp Phật sử dụng ngày xưa, mình ứng dụng vào sự tu của mình thì sẽ có kết quả. Đó là tôi nói chung về cái sự tu. Bây giờ tôi dẫn những câu chuyện cho quý Phật tử thấy cái người xưa đã làm được, rồi chúng ta hiện nay cũng sẽ làm được. Như hai huynh đệ, ngày thiền sư Toàn Phát và thiền sư Tuyết Phong, Tuyết Phong Nghĩa Tồn, hai vị đi đường gặp trời trở tuyết ở Trung Hoa mà tháng 11, 12 tuyết nhiều. Khi gặp trời trở tuyết, tuyết đầy đường đi không được, hai huynh đệ mới ở tạm ở trong một cái nhà mà gọi là cái miếu nhỏ. Thì mỗi hôm ngày Tuyết Phong ngày ngồi thiền, còn ngày Toàn Phát thì ngày không có ngồi. Nhưng mà ngày Toàn Phát hỏi cho sư đệ đã ổn chưa mà cứ ngồi thiền mãi như vậy, thì nói tôi chưa ổn. Thì ngày Toàn Phát bảo cái gì ông chưa ổn, mà trước khi ông đã thấy được, biết được đó, ông nói ra, nếu tôi thấy đúng thì tôi ấn chứng cho, còn nếu thấy sai thì tôi sẽ dẹp bỏ cho. Thì ngày trước Phong mới kể lại, khi xưa lúc mà tôi mới đến chỗ thiền sư Diêm Quang, thấy ngài Thượng Đường, ngài nói về nghĩa sắc không, ngay nơi đó tôi liền được cửa vào sắc không, tức là lý bát nhã. Nghe lý bát nhã cái tôi liền nhận được cái lối vào. Thì ngài Toàn Phát bảo từ đây đến 30 năm sau thích kỵ không được nói đến, ngộ được lý sắc không mà ngài nói chưa, 30 năm sau không được nói cái đó nữa, bỏ qua đi. Như vậy thì mình mới thấy trong cái thời gian tu thiền nó có nhiều chặng. Có khi bước đầu mình vào cửa thiền thì đa số chúng ta đều phải học bát nhã. Học bát nhã là để chúng ta nhận được cái lý sắc không, sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Mà nhận được cái đó cũng là một cái bước tiến ở trên đường tu rồi, tức là bước vào cửa không đó. Nhưng mà chưa phải là chỗ cứu kính. Vì vậy cho nên ngài Toàn Phát ngài bảo rằng từ đây đến 30 năm sau rất kỵ không được nghe đến. Ngài Tiếp Phong ngài mới kể lại, tôi thấy bài kệ của Động Sơn khi qua cầu Ngộ Đạo, tức là khi ngài đi qua cái cầu
là nhìn dưới cái dòng suối, thấy cái bóng Ngài dưới. Ngay đó cái Ngài ngộ. Ngộ thì Ngài làm bài kệ: thiết kỵ tùng tha đắc, điều điều giữ ngã sơ, cừ chim chánh thị ngã, ngã chim bất thị cừ. Nói rằng rất là tối kỵ, không có nên tìm ở từ nơi khác mà được. Vì nếu tìm ở nơi khác mà được á, thì nó là cách xa với chúng ta, nó không phải là mình. Rồi đó, cừ chim chính thị ngã, y hay là nó chính là mình. Ngã chim bất thị cừ, mà mình thì không phải là nó. Như vậy bởi vì Ngài Đậu Xe, Ngài đi trên cầu, nhìn xuống dưới suối, thấy cái bóng mình ở dưới. Bây giờ cái bóng là nó trừ, là y. Y không phải là ta, vì cái bóng nó phải là mình, thấy không? Nhưng mà nó có rời mình không? Nói vậy cho nên nó cũng chính là mình. Trừ kim chính thị ngã, nó cũng chính là mình. Nhưng mà mình không phải là nó, thấy không? Mình không phải là bóng. Như vậy Ngài nhận thấy cái bóng liền ngộ đạo. Thì từ cái ngộ đạo đó, Ngài trước phong, Ngài nghe được cái câu này, Ngài cũng tỉnh. Ngài tỉnh, bởi tỉnh cho nên mới trình cho Ngài Toàn Pháp. Ngài Toàn Pháp Ngài bảo rằng nếu cùng ấy tự cứu cũng chưa tột, nếu như vậy đó mà cứu cũng chưa xong nữa. Đó là chặng thứ hai. Đó, chặng thứ nhất là thấu suốt được cái nghĩa sắc không. Chặng thứ hai là biết nơi mình bên cạnh cái giả nó có cái thật. Cái bóng là giả, nhưng mà cái giả nó không rời cái thật, mà cái thật không phải là cái giả. Biết được cái lý đó, nhưng mà cũng chưa có tới nơi. Thì khi nói tới câu đó, Ngài nói rằng cái điều đó tự cứu cũng chưa tội, cũng chưa xong. Ngày trước hôm mới hỏi lại, kể lại thêm chuyện. Nói là một hôm tôi hỏi Đức Sơn, việc trong thừa, tông thừa từ trước con có phần chăng? Đức Sơn đánh một gậy hỏi, nói cái gì? Tôi khi ấy giống như thùng lũng đáy. Đánh một gậy hỏi cái gì? Cái liền bình ngộ như cái thùng lũng đáy, nghĩa là giống sạch hết, nhưng mà không bị Ngài Toàn Pháp ngạt. Ông chẳng nghe nói từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà. Cái gì mà từ cửa vào thì không phải của báo trong nhà? Như vậy của báo trong nhà nó ở đâu? Ở trong tủ mình đem ra, thấy không? Còn nếu ở ngoài đem tới thì không phải là của báo. Như vậy để giảng thật rằng chúng ta tu thì phải nhận được cái thực của mình. Cái thực của mình nó ở sẵn đây, chứ còn nhờ cái bên ngoài là chưa được. Bởi vậy nên quý vị mới thấy chúng ta ngồi thiền lặng lẽ tỉnh sáng, một phút đêm nào nó bừng sáng lên, tự mình thấy thì cái đó mới thiệt của mình. Còn đi hỏi người này, đi học người kia mà hiểu thì chưa phải là của mình. Cái đó là của người ta chứ chưa phải là của mình. Sau này Ngài Thuyết Phong hỏi thêm về sao làm thế nào mới phải. Thì Ngài Nham Đầu bảo về sao nếu muốn xiển dương đại giáo, mỗi mỗi từ trong hông ngực lưu sức, sau này cùng ta che trời che đất đi. Không ngực mà lưu sức. Như vậy thì cái chỗ cuối cùng là cái chỗ từ trong này mà phát ra, chứ không phải ở đâu hết. Nếu còn ở ngoài thì chưa phải là tột. Như vậy thì chúng ta tu từ ở trong nội tâm mình nó phát sáng, từ nội tâm mình giác ngộ, thì cái đó mới là cái thật. Đó là cái trí vô sư,
nó hiện, không phải ở ngoài, mà cái trí đó mới là cái trí thật của chúng ta, mà cái trí đó là trùm khắp, chứ nó không có giới hạn trong thân này thôi. Cho nên sau này ngài Thuyết Phong nghe câu đó rồi, cái ngài bừng ngộ, ngài gọi là ngộ đạo ở Ngao Sơn, tức là ở núi Ngao. Như vậy thì qua những cái chặng tôi dẫn ở đây để cho quý Phật tử hiểu, mình tu thiền không phải chỉ có một lần ngộ. Nhiều khi chúng ta bước vào sự tu, nghe kinh Bát Nhã hoặc là đọc kinh Kim Cương vân vân, thì chúng ta lé thấy cái nghĩa sắc thông, lé thấy được cái đó là quá mừng rồi. Nhưng mà từ cái mình nói sắc là riêng, thông là riêng, hai cái nó riêng biệt, mà bây giờ mới thấy sắc tức là thông, thông tức là sắc, nhận được cái đó là một bước đầu. Đó là có tỉnh, có ngộ, nhưng mà nó là tiểu ngộ thôi, chứ chưa phải là đại ngộ. Rồi cho tới như là đọc một bài kệ, một câu thơ các thiền sư, mình đừng nhận ra, mình lãnh hội được, mình thích quá, mình thấy cái câu đó nói đúng như cái gì mình đang hiểu, đang tu, cái thì coi như mà bừng sáng được một chặng nữa. Mà chặng đó là chặng, cũng là chặng còn ở ngoài thôi, chặng thứ hai. Rồi giả sử một hôm nào đó tu, rồi đem những cái lời đạo lý mà bàn với huynh đệ, hoặc là thưa hỏi với thầy, khi hỏi rồi quý thầy chỉ nói một câu, cái liệt bừng sáng nhẹ người lên, thì lúc đó là thấy như thùng thông lũng đái như vậy đó. Mà rồi chưa, cũng chưa rồi nữa. Cho tới bao giờ mà tự mình nó phát sáng ra, nhận thấy tất cả những cái thực ở trên thế gian này, thì chừng đó mới là thực của mình, đó mới là đại ngộ. Như vậy thì trong nhà thiền nói tiểu ngộ thì vô số, mà đại ngộ thì cũng đôi ba lần, chứ không phải chỉ một lần. Nhưng mà tôi thì từ khi tu và cho tới khi này hướng dẫn tăng ni tu cũng như Phật tử tu, thì tôi thấy cái tiểu ngộ đó có khá nhiều, còn cũng có một vài người gần như họ được cái đại ngộ. Thành ra tôi thấy đó là một cái đáng mừng. Thì lúc trước thì tôi cũng có cái mặc cảm là mình dạy người ta tu thiền, nhất là giai đoạn đầu ra chân không, tôi mở khóa thứ nhất dạy có 10 người thôi, không dám cho đông. Tại sao vậy? Bởi vì tôi nghe quý vị tôn túc mới coi chừng tu thiền điên. Tôi suy nghĩ 10 người này có điên không? Bởi vì tôi tu mà tôi không điên, nhưng mà không biết những người tu theo tôi có điên hay không. Cho nên giai đoạn đầu tôi suy nghĩ có 10 người. 10 người qua 3 năm không ai điên hết. Thành ra cái khóa thứ hai thì tôi mới cho 30-40 người. 30-40 người thì rồi cái tới bây giờ thì mấy trăm người, mà thực ra thì cũng không ai điên. Thì như vậy là tôi mới hết cái mặc cảm tu thiền điên mà lâu nay các ngài nói. Như vậy tu thiền điên là một cái vấn đề nó hết sức là tai hại cho cái người tu Phật. Ông Phật của mình là ông ngồi thiền, ông ngộ đạo, bây giờ đệ tử ngồi thiền nó điên thì làm sao tu đấy, phải không? Như vậy đó là một cái họa. Cho nên là tôi vượt qua được cái đó, tôi rất là mừng. Về cách thứ hai nữa thì các ngài cứ nói tu thiền á là để dành cho những người thượng căn thượng trí, chứ thời này mình là tiểu căn tiểu trí tu không có được. Luôn luôn được nhắc cái câu đó hoài, tôi cũng có cái mặc cảm mình dạy tu thiền mà thượng căn thượng trí giờ tìm đâu cho ra, phải không? Nhưng mà tôi sau này tôi lại có cái nghĩ khác,
chúng ta có cái bệnh cứ nghĩ rằng người xưa mới là thông minh, người xưa là mới là căn trí bén nhạy, còn mình bây giờ là đần độn hết rồi, phải không? Cứ nghĩ mình là đần độn, nhưng mà thật ra thì xét kỹ có phải vậy chưa? Hồi xưa cũng có những người thông minh, nhưng mà cũng có những người đần độn, phải không? Ngày nay nếu xét kỹ lại thì ngày nay người ta cũng thông minh nhiều chứ. Những cái hồi xưa chưa biết bây giờ ta biết, phải không? Hồi xưa không làm được bây giờ ta làm được, thì nói ta đần độn sao? Ví dụ như giờ đứng về mặt khoa học thì những cái hồi xưa chưa có mà bây giờ người ta làm được, người ta chế biến những cái rất là tinh xảo mà hồi xưa không biết, thì như vậy bây giờ khôn hơn hồi xưa hay là dại hơn hồi xưa? Nếu dại hơn hồi xưa thì làm sao mà hồi xưa chỉ biết đi bộ mà giờ biết đi tới máy bay rồi, phải không? Dại sao làm được những đó? Rồi hồi xưa thì tất cả những cái gì nó cũng rất là thô sơ, bây giờ cái gì nó cũng tinh vi hết thì làm sao mà giải? Thì như vậy thì người ta nói à, người đời thì khôn hơn hồi xưa. Như vậy thì người tu mà dạy hơn hồi xưa sao? Người tu là sao tệ vậy? Cho nên tôi không chịu. Tôi nói rằng hồi xưa làm được thì ngày nay mình làm cũng được, chỉ rằng mình làm có đúng như người xưa hay không. Người xưa phải đủ những điều kiện nào rồi thành công thì mình cũng phải tìm đủ những điều kiện đó thì chắc chắn mình cũng thành công, không nghi. Thế là mình cứ đổ người xưa là thông minh, người xưa là căn cơ thượng căn thượng trí, rồi cứ nhìn mình là đần độn. Như vậy thì quá là khi mình, phải không? Mà khi mình thì tiến được không? Nghĩa là luôn luôn ở trong nhà thiền có cái câu đệ tử bằng thầy thì đã thua thầy nửa đức, đệ tử hơn thầy mới khao gìn giữ sự nghiệp của thầy. Ở trong nhà thiền phải nói như vậy. Người đệ tử mà bằng mình đó, đã thua mình nửa đức là tại sao? Ví dụ tôi tu 50 năm, bây giờ có người đệ tử của tôi họ ngộ được bằng tôi, nhưng mà họ tu mới có 10 năm thì họ đã thua tôi phân nửa rồi. Cái ngộ thì bằng mà cái công đức tu chưa bằng, cho nên đã thua thầy. Rồi chừng nào mà mình ngộ 10, đệ tử tử ngộ tới 20 thì mới kịp với ông thầy. Như vậy thì ông thầy trăm đệ tử giỏi hơn không à, chứ không có nghĩ đệ tử thua mình. Nó ta trước là căn cơ bậc thượng, còn chúng bay sau này căn cơ bậc hạ, tôi không được, không có nói cái câu đó. Bởi vì người sau vẫn có cái khả năng như người trước, mà chỉ có cái là người sau không làm đúng cái nguyên tắc mà người trước đã làm thì có thể là sai, là trật. Mà sai trật thì làm sao kết quả đó. Vì vậy mà tôi gần đây thì thấy tăng ni tu có tiếng, là thỉnh thoảng một hai người Phật tử tu cũng có tiếng một chút đỉnh. Rồi tôi thấy như vậy thì tôi rất là mừng. Mừng rằng cái việc làm của mình không phải là phí công vô ích, mà nó có kết quả thực sự. Mà cái gần nhất là tôi thấy người nào ham tu thì hơi giảm phiền não một chút. Có giảm không? Chắc tâm phần cũng giảm được vài chục phần. Vài chục phần thì như vậy đó là có tiếng. Còn cái ngộ đó thì thỉnh thoảng cũng có một ít người. Như vậy thì chứng tỏ rằng cái đường lối tu nó không phải là chỉ khổ nhọc vô ích, mà nó có kết quả thực sự. Tu ít thì có kết quả theo ít, tu nhiều thì có kết quả theo nhiều. Mà tất cả kết quả đó đều xoay về, xoay sáng lại chính mình, để mình nhận ra cái chân thật đó. Thì cái chân thật mình nhận ra rồi thì tự mình sẽ vượt qua hết những cái khó khăn, cái đau khổ. Bây giờ tôi nhắc thêm một vài câu chuyện để quý vị nghe, rồi thấy
ở trong nhà thiền, tất cả cái công phu đều dồn vào một cái điểm chính là phải sáng ở nội tâm mình chứ không phải cầu ở bên ngoài. Như câu chuyện này ở trong những cái quyển dịch thiền sư Nhật Bản, tức là quyển góp nhặt cát đá, có câu chuyện mà ngày xưa đọc, có nhiều người đọc thì cứ đọc mà không hiểu nó gì. Tức là đây tôi kể lại, trong đó kể câu chuyện có một chú mù, chú lâu ngày nhớ bạn, cái hôm đó chống gậy đi tìm nhà bạn thăm, đến gặp người bạn cũ mừng quá, ở nói chuyện cho tới khuya mà chưa chịu về. Thấy chừng khuya quá, người bạn nó thôi tối anh nên về, thì anh chào anh về. Người bạn thấy ngoài đường tối mù mịt, anh đi về có một mình mà không thấy đường nữa, thì sợ nguy hiểm, nó thôi anh về để tôi đốt cho anh cái đèn anh cầm đi về. Thì anh mù anh cười, tôi thì ngày như đêm, đêm như ngày, mà bây giờ đốt đèn là tôi có thấy cái gì? Thì cái anh kia anh nói, tuy vậy mà nhờ anh cầm cái đèn cho nên người khác họ thấy họ không đụng anh. Anh thấy có lý, như vậy thì cầm cái đèn có lý. Nhưng mà anh cầm cái đèn anh đi, đi tới nửa đường có người đi đầu kia đi lại, liền đụng ảnh anh la nó, anh không thấy tôi sao? Nói chưa, thưa ông tôi không thấy, tôi cầm cái đèn đây mà anh không thấy à? Ông nhìn ông nói, thưa ông cái đèn nó tắt từ bao giờ? Thì qua câu chuyện đó quý vị hiểu sao, hiểu sao về thiền? Nếu mình không có sáng, dù cho người khác đem cái sáng trao tay cho mình cầm cũng không cứu được mình. Phải mắt mình sáng thì mới cứu được mình. Thế còn dù cho người khác thương mình tối, người khác thương đưa cái đèn sáng để cứu mình khỏi tai nạn, nhưng cứu cũng không được. Thì đó, để thấy là cái đèn ở ngoài đưa lại đó là hữu suy trí, trí mà do người ta cho mình, cái trí đó cứu mình không được. Chỉ có mắt mình sáng thì cái đó mới là cái cứu mình được. Mà mắt mình sáng đó là vô suy trí, không ai dạy mình, không ai làm cho mình sáng hết, mà tự nó sáng. Bởi vậy nên cái người học Phật, tu Phật phải khai thác cái sẵn của mình đó là quý hơn hết. Đó là một câu chuyện, quý vị nghe thấy có dễ hiểu không? Rồi còn một câu chuyện nữa là câu chuyện của ngài Đức Sơn. Ngài Đức Sơn một hôm ngài hầu thầy là thiền sư Sùng Tính, ngài hầu tới khuya. Thì Sùng Tính mới thấy đứng hầu khuya quá, phải ông xuống nghỉ đi, trời tối rồi. Cái ông liền xá, ông bước ra, ông dán gàm, ông bước ra. Bước ra cái ông say trở lại, nói sao ông trở lại? Nó bạch hòa thượng ngoài kia tối đen. Thì ông nói ngoài kia tối đen, cái ông liền đốt ra cái đèn, đèn cày đưa. Đốt cái đèn cháy là đưa, vừa mới đưa cái tay nhận cái đèn, cái ông thổi tắt. Thổi tắt cái liền nổ. Như vậy là ngộ cái gì? Nếu mình thấy tối thì hãy nhờ đèn, nhưng mà người khác trao đèn cho mình chưa có làm cho mình sáng được, cho nên cho ông cần đèn ta cho nhưng mà thổi tắt. Thổi tắt cái ông bừng ngộ, thì mới thấy rằng cái đó là phải tự ở mình nó sáng ra, chứ còn người khác cho nó không có được. Đó. Như vậy thì tôi giảng thiền, dạy thiền, mà thực ra thì tôi chỉ là
chỉ hướng cho quý vị thực hành thôi. Mà sáng hay tối là quý vị, chứ không phải là tôi, phải không? Tôi không có khả năng làm cho quý vị sáng, mà chỉ cái hướng à, làm thế này thế nọ, rồi quý vị đủ điều kiện sẽ sáng, rồi theo cái hướng đó, rồi tự mình khai thác, rồi tự mình ngộ. Chừng nào ngộ cười thì báo tin tôi mừng thôi. Tôi không có làm gì cho quý vị đó hết. Đó, đó là cái lẽ thật ở trong đạo, nó là như vậy. Thì như vậy qua những câu chuyện đó thì quý vị mới thấy rằng cái người tu thiền là một cái người đang đào bới cái thửa đất tâm của mình, phải không? Để mà tìm cho ra cái hòn ngọc ở trong cái thửa đất đó. Sao mà chừng nó hiện hòn ngọc ra thì mình nắm được cái mình vui lên. Thì cái đó là cái quý nhất của người tu, mà được cái đó rồi thì mới gọi là cái được chân thật. Còn tất cả cái gì có ai nói mình nghe mình hiểu thì cái đó là cái phụ thôi. Đó là cái ý nghĩa, cái vô sư trí mà mỗi người chúng ta phải tự thấy tự biết. Bây giờ cái vô sư trí đó quý vị nghĩ chỉ có người tu thiền mình mới có, hay là ai cũng có hết? Chỉ riêng người tu thiền mới có cái trí đó, hay là người nào ở thế gian cũng đều có? Đó. Như vậy thì cái vô sư trí nó là cái chung, ai cũng có, chứ không có riêng một cá nhân nào. Chỉ có ai mà khéo sử dụng tất cả cái thời gian dồn nó tới cái chỗ cuối cùng thì nó sẽ phát ra. Cho nên tôi nói thẳng một câu, tôi nói nếu không có vô sư trí thì các nhà khoa học không có phát minh. Bởi vì phát minh là thấy biết làm được cái mà hồi đó là chưa ai biết, phải không? Mà cái chưa ai biết thì ai giải mình? Chỉ là người có trí dồn hết tâm lực trong đó, rồi một ngày nào đó bừng sáng lên là phát minh. Thì như vậy cái người thế gian vì người ta nặng lo muốn phát minh những cái gì giúp cho đời bằng vật chất, bằng phương tiện này đó. Còn mình là nhà đạo đức, nhà tu thì mình phát minh cái gì? Phát minh cái gì sẵn có của mình đó bị chôn vùi, bây giờ mình phải làm sao cho nó sáng ra, hiển bày ra. Mà khi mình được sáng, được hiển bày rồi thì lúc đó mình sẽ làm sao? Sẽ cười rồi chui vô non vô núi rồi chờ chết luôn, phải không? Hay là làm gì nữa hết? Bởi vì khi mình đã thấy được mình có cái đó và nhìn lại người khác cũng có cái đó mà họ quên, cho nên khởi cái lòng từ bi, thương tất cả, muốn chỉ anh có, tôi có, người khác có. Bây giờ tôi có, tôi thấy, tôi dùng được thì chỉ cho anh, chỉ cho chị, chỉ cho tất cả. Đó là cái lòng từ bi. Mà chỉ cái hòn ngọc quý của mỗi người sẵn có, cái chỉ đó là cái chỉ bình đẳng, không có thiên vị. Dù ông đó làm ông quan mà ông quên thì mình cũng thương như người khác. Và người khác là người cùng đinh mà họ quên, mình cũng thương như ông quan. Bởi vì chỉ thương cái mê, cái quên của họ mà chỉ, chứ không phải thương. Bây giờ chúng ta nói lòng từ bi rồi thấy ai nghèo mình thương, mà nếu thương người nghèo thì người giàu mình thương không? Thấy người nghèo thương thì người giàu mình không thèm thương. Như vậy tình thương đó nó bất bình đẳng, phải không? Còn cái thương này, thương cái mê, cái quên đó, đó có của báo mà không nhớ, mà ai cũng có hết, mình đều thương. Thì thương người nào quên mình thương, thì bất cứ một người nào mình cũng đều thương như nhau. Chừng là chỉ họ thấy rồi cái mới hết thương, phải không? Còn họ chưa thấy thì đều còn thương hết. Vì vậy
mà lòng thương đó bình đẳng. Rồi cũng chính vì vậy, biết ai cũng có hòn ngọc quý như vậy, thì tất cả chúng ta có nói người nam tu mới thành Phật, người nữ tu không thành Phật được không? Được không? Đã có cái đó thì nam nữ gì cũng có thành Phật được hết. Chỉ ai quên thì không có, ai nhớ thì biết mình có thì ráng tu thì được. Như vậy cái tinh thần thiền tâm hết sức là bình đẳng, nam nữ như nhau, ai cũng có quyền có cái đó và ai cũng có quyền thành Phật hết. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ, ở trong kinh Pháp Hoa mà phẩm Đề Bà Đạt Đa đó, thì long nữ và được ngài Văn Thù Giáo Hóa. Ngài Văn Thù Giáo Hóa rồi ngài Văn Thù mới nói với ngài Xá Lợi Phất, long nữ này sẽ thành Phật. Ngài Xá Lợi Phất không tin, thì cô ấy là người nữ mà lại còn làm súc sanh nữa thì làm gì thành Phật được. Thì long nữ nghe nói vậy cái đem cái hạt minh châu tới dâng cho Phật, cúng dường Phật. Phật nhận, hỏi ngài Xá Lợi Phất, tôi danh ngọc Đức Thế Tôn nhận có mau không? Nó rất mau, tôi thành Phật cũng vậy đó. Cái liền đó cái bà ẩn hình cái vào nước kia cũng đã thành Phật. Thì như vậy để nói cái gì? Văn Thù Sư Lợi ở trong kinh Pháp Hoa là nói cái vô sư trí đó. Nó đã có vô sư trí thì nam nữ gì cũng đều thành Phật hết, chứ không phải riêng người nào. Mà người nữ đứng về mặt nghiệp tướng thì nó khác, nhưng mà đứng về mặt vô sư trí thì bình đẳng. Đó. Mà thiền xong thì luôn luôn khai thác cái vô sư trí đó, cho nên với con mắt nhà thiền thì nhìn thấy bình đẳng như nhau, ai có khả năng đều thành Phật hết, tăng hay ni, Phật tử nam, Phật tử nữ gì, cho tới cả những người thế gian chưa từng biết đạo mà mình biết họ cũng có cái hòn ngọc quý, phải không? Cho nên không ai làm cái kẻ bần cùng, mà chỉ vì quên nó bần cùng thôi. Đó, thì như vậy chúng ta đã có cái vô sư trí thì chúng ta có khả năng thành Phật, chỉ có cách là chịu ứng dụng cho đến nơi đến chốn hay không chịu thôi. Như vậy thì cái quyền thành Phật là quyền của ai? Quyền của mình, chứ không phải ông Phật cho mình thành Phật, phải không? Đó. Phần nhiều thì chúng ta cứ nhờ thọ ký, mà thiệt ra mình làm được cái đó Phật cứ thọ ký cho, còn mình không làm được thì Phật đâu thọ ký. Như vậy thì chúng ta là người có quyền làm Phật, mà chúng ta cũng có quyền gì nữa? Có quyền làm Phật mà cũng có quyền làm ngạ quỷ súc sanh, thấy không? Thì như vậy thì chính vì chúng ta có đủ thẩm quyền đó mà chúng ta phải ráng nỗ lực tinh tấn tu hành để đi lên chứ đừng cho đi xuống. Chứ không phải ai phạt, trời không phạt, Phật không phạt, mà chỉ vì mình chọn đường đi. Chọn đường đi xuống thì mình phải chịu cảnh ở dưới, chọn đường đi lên thì mình lên. Cái đó là tất cả đều từ nơi mình mà ra. Nhưng mà có nhiều người họ nói thế này, nói như vậy thì thiền tâm nói cái gì cũng hướng về mình hết, không nhờ bên ngoài. Như vậy không nhờ Phật sao? Sao mà thường thường nó nhờ Phật gia hộ? Tu hành nó nhờ Phật gia hộ, bây giờ lại nó không nhờ Phật. Thì thực ra nói cái này để cho tất cả quý vị hiểu, Phật chỉ cho chúng ta cái căn bản tu, mà đã chỉ cho chúng ta cái đường lối, cái phương pháp tu thì cái gia hộ chúng ta chưa. Cũng như quý vị chưa biết gì hết, tôi chỉ cho quý vị biết được chút chút rằng quý vị có cái quý vị có cái sáng suốt để cho quý vị biết tìm nó, thì cái đó là tôi gia hộ rồi, thấy không? Chứ đâu phải mà đợi gặp tai nạn rồi mới ban cho cái này kia mới gia hộ. Gia hộ là chỉ là hướng dẫn một lối đi để rồi chúng ta sáng lên, chúng ta tránh khỏi những cái khổ đau, đó là gia hộ cho chúng ta. Mà còn cái gia hộ thầm khác nữa, bởi vì
một đứa học trò đi học siêng năng, cần mẫn, thông minh. Thầy giáo cô giáo dạy đâu đều học, đều hiểu và đều thực hành được hết. Nó không xin làm bài, nó không xin thầy giáo cho con điểm cao, mà thầy giáo có cho. Nếu nó thông minh, học đúng, học giỏi, làm bài được hay, thì thầy giáo nhất định phải cho điểm cao, phải không? Mà cho điểm cao đó là tại thầy giáo thương nó hay là tại cái gì? Tại cái cố gắng học của nó. Thì cũng như vậy, người tu của chúng ta, mình tu chân chánh, cần mẫn thì sau này có kết quả tốt. Nói rằng Phật họ ký cho mình hay là Bồ Tát hướng dẫn cho mình, thì cái đó là cái phần do công của mình nỗ lực, công của mình cố gắng mà thành. Nhưng mà nhờ nỗ lực cố gắng các ngài thương mới cho đứng tốt, phải không? Thì như vậy đó là gia hộ, thầm gia hộ là như vậy. Còn mình lười trẻ, học hành không thuộc, không biết cái gì hết, bây giờ ông thầy cô giáo có thương mấy thì cũng ngó thôi, không làm gì được. Thì Phật thương chúng ta, muốn chúng ta tiến lên thì phải từ cái cố gắng, cái nỗ lực của chúng ta, Phật mới mừng, mới khen ngợi. Khen ngợi đó là gia hộ rồi, phải không? Như vậy thì hôm nay thì giờ nó cũng hơi ít, gặp quý Phật tử ở đây, tôi nghĩ quý Phật tử cũng đã từng nghe giảng, nghe nói nhiều. Thì tới đây là tới tại chỗ quý Phật tử hàng ngày tu hành, để tôi vừa là viết được chỗ nơi và trực tiếp nhắc nhở tại đây. Mong rằng từ đây về sau, tất cả quý Phật tử ở Đạo Tràng Thái Tuệ và những Phật tử chung quanh biết mình có cái của báo quý giá rồi, thì phải ráng nỗ lực khai thác, tìm lấy ra cho được mà xài, đừng có làm cùng tử lang thang nữa. Đó là sự mong mỏi của tôi. Tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.